Bài học quan trọng nhất về giấc ngủ. 1. Giấc ngủ ngắn không có tác dụng hồi phục giấc ngủ đã bị mất. Giấc ngủ không giống như ngân hàng để bạn có thể vay rồi trả nợ. Nếu bạn thiếu ngủ một hôm, bạn mất đi vĩnh viễn và không thể hồi phục được. 2. Khi bạn ngủ dưới 7 tiếng, não trở nên hư hại. Bạn càng ngủ ít, các loại chất độc càng tích lũy và bám sâu. 3. Chỉ có nhỏ hơn 1% dân số trên thế giới có loại gen cho phép họ tồn tại mà chỉ cần ngủ 5 tiếng. Xác suất bạn bị sét đánh còn lớn hơn xác suất có loại gen này. 4. Sau 14 ngày liên tục ngủ dưới 6 tiếng, khả năng nhận thức của bạn giảm sâu và không có xu hướng dừng lại. 5. Kinh nghiệm cho thấy, một người ngủ 4 tiếng trong một đêm sẽ phát hiện số lượng tế bào chống ung thư trong cơ thể sụt giảm còn 30%. 6. Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu ngủ 6 tiếng mỗi đêm liên tục trong 7 ngày, 711 gen bị biến dạng, một nửa số gen đó trở nên tăng động, tăng nguy cơ tạo ra các khối u và viêm. Một nửa số gen còn lại bị kìm nén lại, giảm khả năng miễn dịch. Loài người là loài động vật duy nhất trên trái đất tự kìm hãm việc ngủ. Mẹ thiên nhiên chưa bao giờ có giải pháp tiến hóa đối trọng với sự thiếu ngủ của con người. Nói cách khác, đây là điều đi ngược lại tự nhiên. 8. Một tiếng trước khi ngủ, không sử dụng bất kỳ thiết bị nào có màn hình. Tắt phần lớn các loại đèn 2-3 tiếng trước khi ngủ. 9. Làm ấm tay và chân trước khi ngủ để di chuyển máu từ những vùng này tới những vùng khác. 10. Đừng đi ngủ khi quá no hoặc quá đói. 11. Chế độ ăn nhiều đường và ít chất xơ không tốt cho việc ngủ. 12. Nếu bạn không ngủ đủ, bạn mất cơ hội cấu tạo và củng cố trí nhớ dài hạn của những thứ bạn vừa học. Nghiên cứu mới nhất chỉ ra rằng, nếu bạn thích và theo dõi mình thường xuyên, bạn sẽ thông minh hơn mỗi ngày. Người âm thầm quan tâm đến cảm xúc của bạn sẽ hiện lên vị trí đầu danh sách khi bạn nhấn chia sẻ và chọn Messenger.